24 rồi, bà nào còn bôi kem dưỡng kiểu này thì dừng lại ngay cho tôi nhá. Nghe thì vô lý nhưng trend bây giờ ở bên Hàn Quốc là bôi kem dưỡng bằng bông hoa trang điểm các bà. Đầu tiên là các bà phải chọn những loại bông trang điểm mềm mại. Tôi đang rất là tâm đắc em bông hút này của Picasso của Hàn Quốc. Em này thì giá một set sẽ là 30.000 won, tức là khoảng 600.000 tiền Việt, bao gồm hai nút như này và một que gạt nền. Nhưng kệ có thích đăng là cháy, giao diện nhìn nó cũng bình thường giống như là những em bút trang điểm khác thôi, nhưng mà các bà phải sờ vào, trời ơi nó mềm mềm núm núm tiếp tục luôn ý, mà không phải cứ như này bôi luôn lên da đâu nhá. Các bà sẽ phải xịt khoáng để làm ẩm cái bông hút này. Nếu như bạn nào lỡ tay xịt ướt quá thì nhớ là phải bóp nước ra giùm tôi, đừng có bê nguyên xi lên mặt, nếu không kem liền kem mà mút liền mút đấy. Rồi bây giờ các bà chấm kem làm 5 điểm lên mặt này, sau đó lấy mút để dặm nhẹ nhàng, nhớ là mình sẽ dặm dặm vỗ vỗ giống như là lúc đánh cushion ấy, từ trong ra ngoài. Làm như thế này thì chắc chắn là kem dưỡng sẽ được tán đều khắp mặt, không lau thừa dưỡng, bít tắc lỗ chân lông. Và mùa đông thay dùng những loại kem dưỡng mỏng nhẹ như mùa hè, tôi thường chọn kem dưỡng cấp ẩm sâu hơn. Em này là kem dưỡng Hydra Lifting mà tôi đang rất là thích, với thành phần chính là marine plasma, được ví như là huyết tương của biển, hiệu quả tương tự như làm PRP tại spa. Da tôi là da hỗn hợp thiên dầu, kem nào ẩm quá chắc chắn là sẽ bị lên mụn ngay, nhưng mà em này nhá thì thấm vào da ngay sau 3 giây và không hề vết dính. Kết cấu của em này như kiểu là dạng sữa ấy, nó giữ nước hơn 97% so với HA, rất là căng bóng và mịn màng, chỉ cần sau một tuần thôi nhá là da ẩm mịn như là da em bé. Và mỗi lần dùng thì các bà nhớ là phải vệ sinh bông hút thật là sạch sẽ, nếu không phải đừng hỏi sao mặt đầy. Bà nào có nước rửa cọ chuyên dụng thì dùng, còn không ấy tôi được bạn make up nổi tiếng mách là dùng nước rửa tay Lifebuoy kháng khuẩn, vừa sạch lại vừa tiết kiệm, đảm bảo không có con vi khuẩn nào có thể sống được luôn. Rửa xong phơi khô là được nha mấy bà.